Chính trị gia Pháp cảnh báo, việc triển khai quân đội Ba Lan tới biên giới giáp Belarus có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ba Lan đã tuyên bố triển khai 10.000 quân ở biên giới với Belarus. Đây là hành động điên cuồng, Florian Philippot, lãnh đạo đảng chính trị Pháp, Le Patriot và cựu thành viên Nghị viện châu Âu, bình luận trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, hôm 11 tháng 8. Ông Philippot tuyên bố, họ muốn thế chiến thứ ba nổ ra, phải ngăn chặn họ. Chính trị gia Pháp chỉ ra rằng, nếu Ba Lan tham chiến, các nước NATO và EU sẽ phải hành động theo. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Mariusz Blaszczak ngày 10 tháng 8 cho biết, nước này đang lên kế hoạch điều động 10.000 quân tới biên giới chung với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng. Chúng tôi điều quân đến gần biên giới với Belarus để răn đe, khiến lực lượng đối phương không dám tấn công chúng ta, Bộ trưởng Blaszczak nói. Trước đó, hôm 9 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik cũng tuyên bố nước này sẽ điều động thêm 2.000 quân tới biên giới chung với Belarus. Ba Lan ngày càng tỏ ra lo ngại về khu vực biên giới, kể từ khi hàng trăm thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner đến Belarus vào tháng 7. Ba Lan thậm chí cảnh báo có thể đóng biên giới với Belarus nếu tình hình liên quan tới Wagner trở nên phức tạp. Trong tuần này, Belarus vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập gần biên giới. Trong khi đó, Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng lo ngại của Warsaw về Wagner là vô căn cứ. Ông Lukashenko khẳng định các chiến binh Wagner tới Belarus vẫn đồn trú tại trại gần thành phố Osipovichi và chỉ làm nhiệm vụ đào tạo quân đội Belarus. Yêu cầu điều động thêm quân được đưa ra sau khi Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik nhận định rằng áp lực ở biên giới Ba Lan với Belarus đang gia tăng liên quan tới dòng người di cư vào châu Âu. Ông Wasik cáo buộc lực lượng biên phòng Belarus liên quan tới việc số lượng người nhập cư trái phép di chuyển qua biên giới giữa hai nước gia tăng. Người đứng đầu lực lượng biên phòng Ba Lan, Tomasz Praga cho biết khoảng 19.000 người đã cố gắng vượt biên trái phép trong năm nay vào Ba Lan so với con số 16.000 người vào năm 2022. Cuộc khủng hoảng di cư trong khu vực lần đầu tiên phát sinh vào năm 2021 khi nhiều người tị nạn từ Trung Đông tới Belarus nhằm tìm đường tới khu vực EU. Tổng thống Belarus nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng mìn đang giúp gia tăng dòng người tị nạn vào Ba Lan. Căng thẳng biên giới gia tăng tuần trước, khi Ba Lan cáo buộc hai trực thăng Belarus vi phạm không phận. Belarus bác bỏ cáo buộc, gửi dữ liệu chi tiết cho Ba Lan về các chuyến bay và tuyên bố Warsaw không có bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc nói trên. Theo thông báo của Bộ Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan hôm 11 tháng 8, quân đội Ba Lan đã đánh rơi ngòi nổ từ một tên lửa trong cuộc tuần tra bằng trực thăng ở biên giới chung với Belarus. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.